Tên kia, người là ai, tên gì, ở đâu, vợ cô như thế nào, sao dám đến đây dò thám hả? Dạ tôi không tuổi, không tên, không quê, không quan, không nhà, không cửa, không vợ, không con, không phải kẻ gian đến đây dò xét. Không tuổi, không tên, không vợ con, không quê quán, nói vậy nhà ngươi là... Dạ, quan đàn chi địa, du thử, du cư, du canh, du một cái mà du một... Thôi, đừng giả ngu giả dại, khuôn hồn khai thật, nếu không ta sẽ căng sát lột da phơi nắng. Trời ơi, căng sát lột da phơi nắng, làm khô làm mắm, làm chả làm dồi, kho nướng xào lăn, ba ngày ăn hỏng hết. Thôi, đừng có giả khùng giả điên nữa, cai mau, mục đích ngươi đến đây để làm gì? Nói, nếu không tôi sẽ cắt cổ bây giờ. Dạ quan, dạ xin đừng cắt cổ giặt đầu, tuổi đời tôi thọ chẳng bao nhiêu, dạ xin đừng dời mắt theo ông theo bà. Nếu sợ chết thì cai cho hết, triều đình binh mã được bao nhiêu, Ngọc Châu công chúa đóng trại ở đâu, và chiến thuật động binh như thế nào? Bà nói cái gì tôi không có biết cái gì hả? Nói là thanh kiếm này sẽ thấm máu của nhà ngươi, nếu còn ngoan cố chẳng khai mọi điều. Dạ, tôi là kẻ đi mua mi mang, chứ phải nào dò thám dò canh. Dạ tôi đến đây là để kiếm bà con. Thôi đừng ngụy biện, ta chém người bài đầu. Ê, trời ơi! Ngọc Lan, dừng ta lại! Kể ra võ công nhà ngươi cũng kha lắm. Ông ơi, cái bà này dữ quá hà. Bộ bà là vợ của ông hả? Nói bậy, đây là trại chủ của ta, Tiêu Anh. Tiêu, tôi muốn gặp người họ Tiêu. Tiêu ông, Tiêu bà, Tiêu già, Tiêu trẻ, Tiêu mẹ, Tiêu con, Tiêu trai, Tiêu gái, Tiêu gì tôi cũng muốn gặp hết. Để làm gì? Họ Tiêu đối với ngươi có liên quan thân thích gì mà nhà ngươi muốn gặp? Xin ông cho biết, ông là gì của Tiêu Quá Long Nguyên Soái? Ta là con trai của Nguyên Soái Tiêu Quá Long. Tên của ta là Tiêu... Tiêu Thiên Hổ. Tiêu Thiên Hổ? Ủa sao cười vậy? Con trai của Tiêu Quá Long Nguyên Soái à? Tại sao những người lại cười khi biết ta là con trai của Nguyên Soái Tiêu Quá Long? Người không tin à? Phải, vì Tiêu Nguyên Soái thì làm gì có con trai. Ngươi, ngươi là ai? Ta là hôn phu của Tiêu Anh Phụng. Hôn phu Tiêu Anh Phụng. Ngươi, ngươi nói ngươi là hôn phu của Tiêu Anh Phụng à? Phải. Trong miếng quanh